Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ các quy định về cổng đấu giá tài sản quốc gia để đảm bảo tính thực tiễn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Các đại biểu Quốc hội cho rằng nâng cấp trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản bằng việc xây dựng thêm phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến thành cổng đấu giá tài sản quốc gia trực tuyến là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, có phần tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt động đấu giá tài sản. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả hoạt động, cần bổ sung các quy định để xã hội hóa tổ chức này. Cổng đấu giá tài sản quốc gia là cần thiết, đề nghị nghiên cứu thêm có thể xã hội hóa tổ chức này nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và chất lượng dịch vụ. Các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung rõ nhiệm vụ trách nhiệm cổng đấu giá tài sản quốc gia như trách nhiệm bảo mật, lưu trữ, theo dõi, giám sát, thông tin để bảo đảm việc vận hành thông suốt và hiệu quả. Tôi kiến nghị là cần có quy định cụ thể về cổng đấu giá tài sản quốc gia theo hướng quy định rõ cơ quan quản lý vận hành kết nối với trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị bổ sung cụm từ và các quy định pháp luật liên quan đến tài sản bán đấu giá vào sau tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo yêu cầu của người có tài sản đấu giá. Thực tế hiện nay cho thấy rằng việc thông báo đấu giá đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đã được thực hiện một cách thống nhất. Những nội dung chủ yếu của quy chế cuộc đấu giá đã có trong thông báo đấu giá, nên không cần nhất thiết là phải đăng quy chế lên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Khi khách hàng đến tham gia mua hồ sơ đấu giá thì đã được nhận quy chế của cuộc đấu giá kèm trong hồ sơ. Do vậy, tôi đề nghị bỏ nội dung của điểm D để phù hợp với điều kiện của thực tế. Đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực vật chất cho việc bảo đảm vận hành của cổng thông tin này sau khi được đưa vào hoạt động chính thức rộng rãi.